Chào các bạn, shop săn hàng dẻo hôm nay giới thiệu về khách hàng mà ép trái cây của Elmich ạ. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đây là ống nhồi. Sử dụng rất là dễ dàng với một thao tác mở. Ok. Đây là khay để bã. Đây là lưỡi dao. Đây là ống để nước. Mình dùng chưa hết thì mình có thể để vào tủ lạnh. Hàng có sẵn tại web săn hàng dẻo.net. Giá đang vô cùng tốt. Thao tác rất là